Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Lưu Sài Gòn TV và hân hạnh chào đón quý vị trở lại với show Nghệ sĩ với cung đàn số 75. Để mở màn cho chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị nghe nhạc phẩm Dường Như Con Sống của nhạc sĩ Phúc Trường. Từng con sống cứ sâu vào bờ, tình em đó vẫn nơi đây đợi chờ. Chờ anh cho đến bao giờ anh quay về bên em. Với những câu mở đầu của bài hát Dường Như Con Sống, nhạc sĩ Phúc Trường đã vén mở cho chúng ta một câu chuyện, một chuyện tình thật buồn. Khi người yêu của cô gái đến trong cuộc đời của cô, tựa như vì sao trong những giấc chiêm bao, để rồi anh đã ra đi, bỏ lại những hư hao, và hình bóng của người yêu cũ vẫn từng đêm đợi chờ. Với tình yêu âm nhạc mãnh liệt, với một chất giọng trữ tình ngọt ngào, đặc biệt, ca sĩ Malice Tường Vi đã luôn khiến công chúng yêu nhạc thổn thức và rung động bởi những bản tình ca đậm chất ngôn tình. Ở thể loại nhạc mang âm hưởng tự sự như bài hát này, ca sĩ Tường Vi thường để lại trong lòng người nghe những dư vị đầy ý nghĩa trong lời ca bằng một giọng hát mộc mạc, gần gũi, trong veo. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Malice Tường Vi với nhạc phẩm Dường Như Con Sống của nhạc sĩ Phúc Trường sau đây. Từng con sóng cứ mãi xô vào bờ, tình em đó vẫn nơi đây đợi chờ. Chờ anh mãi biết đến bao giờ anh quay về bên em. Ngày anh đến mang ái ân ngọt ngào, tự vì sao trong những giấc chim bao, rồi anh đi bỏ lại đây hư hao. Mình em từng đêm vẫn dường như con sóng đã cuốn đi bờ bến ngày nào đã mang.
Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Dinh là một trong những nhạc sĩ được biết đến trước năm 1975 với nhiều sáng tác để đời, được khán giả mến mộ. Sinh ra tại Gò Công, Tiền Giang. Vào giữa thập niên năm 1950, nhạc sĩ Lê Dinh là một thầy giáo trẻ bắt đầu sáng tác nhạc. Bài hát đầu tay của ông ra đời năm 1956 là bài Làng Anh Làng Em, rất được yêu thích tại Gò Công và dần dần giúp người yêu nhạc xa gần biết đến cái tên Lê Dinh. Trong những năm 60, sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh nở rộ với hàng loạt những bản nhạc tình ca được khán giả yêu thích và những giọng ca hàng đầu khi đó thể hiện. Sau khi hợp tác với hai nhạc sĩ Anh Bằng và Minh Kỳ, nhóm nhạc Lê Minh Bằng đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng với nhiều sáng tác bất hủ được khán giả yêu mến. Bài hát đầu tiên do nhóm nhạc sáng tác là ca khúc Đêm Nguyện Cầu được ra mắt công chúng vào năm 1966. Đến năm 1978, ông và gia đình vượt biên và định cư tại Canada. Sau khi định cư ở Montreal, Canada, nhạc sĩ Lê Dinh sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng phần lớn là những ca khúc thể hiện nỗi nhớ quê hương của một người con xa quê như Thương Về Gò Công, Sao Anh Không Nhớ Gò Công, Chữ Tình, Huế Buồn, v.v. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lại tâm tình của người con xa quê qua nhạc phẩm Huế Buồn, được diễn tả bằng một tiếng hát cũng mang âm hưởng rất Huế của ca sĩ Phi Loan sau đây. Xứ Huế buồn hiu đó anh, chim xa đang không còn nghe hót trên cành, em của anh cũng sầu mênh mông khi vắng anh đứng nhìn bên sông, nỗi sẽ lạc buồn tim bé bồng. Mưa trên rừng mưa về thành xưa hạt hiu, đây con đường sớm chiều mình lên thiên mù, em vẫn ấp một lòng son, sao bóng anh vẫn còn xa xăm, để âm thầm ai chờ chờ ai héo mòn. Chứ người xa người tội lắm người ơi, ơi ho, xa anh rồi em như người mất trí, đêm đêm về em như người mộng du, chờ mong bóng ai mịt mù. Anh bây trừ phiêu bạc nơi mơ, hỡi anh, em bây trừ như là chiếc lá xa cạnh, nghe mắt như vương hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu, thương nhau rồi sao đành để chi đớn đau. Chim xa cây còn thương nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi,
khóc đi cho nỗi sầu vơi, thương nhau chỉ để một đời đắng cay. Anh bây chừ phiếu bạc nơi mô, hỡi anh em bây chừ như là chiếc lá xa cạnh, nghe mắt như vương hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu. Thương nhau rồi sao đành để chi, đời